đâu à, đâu em này mua miếng mà phải không, thấy quen quá mà 35 hồi bữa có 35 ở đây bây giờ giật rách à. Giật rách tới đây nè, giật rách xíu. Nhưng mà ông show có gì đưa số điện thoại đây, có gì điện sao? Đang lét, đang lét ngày 13 tháng 6. Kéo xuống ngày 13 tháng 6 đi. Ngày 13 tháng 6 35 đang lét đúng rồi đây coi. Đó. Đến nào có điện thoại của em à. Quả số có số điện thoại ai vậy? Em mua quà phải không? Đây em hai tài. À, lấy hai tài em này quen mà. Nhỏ ở đâu quay mất hè. À Tâm Phước, Tâm Phước à. À có số qua nãy. Mua à, số mà hồi bữa trúng thế nào, bữa giờ bữa lạnh. Qua thì bữa nay nhận đúng rồi. Qua hả? Qua à. Qua hôm qua, hôm qua mình có bón qua làm không mày? Bữa nay nó ra số 4 nữa. À, thì do số với ông do mình rất đây này. Chắc theo nghĩ được cam ngòm số. Nhưng mà súng lớn mình cũng nè, nó cũng lớn cũng mạnh lắm. Đó, cái đây này có giáo. Nè, người ta nói nguyên hình nguyên. Ờ, ta nói nguyên hình. Cái đây ơi giật á. Nguyên hình nguyên khổ mà. Mà nếu cứ đậu cho em đi, bây giờ không được hệ tính. Nha. Nay mới nở hộ số điện thoại đó. Thấy không? Ừ. À. Ờ. À. Bây giờ không được thì tính. À, đúng rồi, rồi đưa tiền đi. À, chung tiền. Hai ta là thấu là 80. À. 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 Tốn. Hay để tạm dừng có video nghe xong rồi cho mình lấy số điện thoại nha. Đâu sang. Đó, do, hồi nãy mình có lấy số điện thoại các em gái Hà Nội hồi nãy nghe quý vị. Đó, đây nè, nhưng mà Zalo luôn. Tại vì lỡ mình đổi mà đại lý nó không chịu thì mình điện mình thấu gửi thấu tiền lại có gì đó, thì em nhận đại lý đại lý dưới thành phố thử nó lớn hơn nhiều khi cái chỗ đại lý mình nó hơi rách đường có cái bóp hơi lớn tủ nhiều khi bóp không đủ thì cũng lỗ lã cho mình nha quý vị đó, đó. Thì anh em quý vị mua vé số là nhớ là đừng có cho rách nè, cái đây rách nhiều lắm, để em xem quý vị thấy em rách này nè, tại trung lớn mình nhận không được gì đó mình cũng rất là chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ ghim thôi, nhưng mà mình nói vậy cho mình gỡ rồi. Người ta ghim mình thường ta bón, mình mua đó là bón một là gỡ ra cản nặng, hai là người ta mua nguyên 5 tờ gì đó, hoặc 20 tờ bấm đã làm xu. Còn rách về rất là lỡ có chuyện gì em đón tiếc nha quý vị. Rồi thì cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều. Rồi yêu mến và ủng hộ kênh nay nha, mình có bón 64 à. Đấy, 64 nãy còn mấy người mua mà dạ rồi thì 64 phải không? 64 rồi nãy nè, nào nè. Ồ, vậy nè, mình mới có máy tài 64 à. Chả hình như 64 rồi nãy hơn bữa tờ. Dạ hồi chiều mình có lấy số mình có lấy rồi nãy mà không biết có lấy không, đi cầm đây vô em lấy coi số coi sao. Rồi số trúng đi. Có số 35 à. Không có trúng hôm qua nay giờ mua lại hai tờ nữa nha. Rồi đâu đưa coi thử cái ngày nào đâu. Đã giờ thứ Phú Yên, cái Phú Yên 29 đầu á. Cái Phú Yên hả Son? Cái Phú Yên hả? Cái gì sao vợ nè? Nào, có gì vợ không? À đâu? Rồi máy tài thấu cho chị. Nào. Cái này được là trúng. Rồi 29 nè. Đó. 29 Phú Yên. Rồi. Thứ hơ. Ê đứng vô, đứng vô đi. Thứ hơ đây. Ngày 12 tháng 6. Rồi đúng rồi, vậy thì chị chúng hơ tờ. Hơi tờ hơi trăm. Rồi. 200 giờ lấy 2 tờ còn 280. À còn 180. Ờ. Đâu có còn lại 29 đúng không? Ờ. À. Rồi cứ chia lấy 2 tờ thấu tiền cho chị luôn đi. Máy về đậu thế thì nè, ba Lam đang lét nè. Vậy hả? À dạ, cái đây là ngày 12, cái đây là ngày 13 hả? 13. Rồi. Cái hôm qua hôm kia.
Rồi rồi. 79 nè, hai tờ nè. Thì thảo cho chị dành tóm với mua hơi tờ đó. Thảo dành tóm. Thôi vậy thôi. Thôi vậy thì lấy ba tờ đi. Ba... Bây giờ nó còn một series 3 tờ nè. Thì lấy 3 tờ luôn. Thôi vô trăm bả. À. Ờ. À. 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 Thôi trăm bả luôn. Có tiền lẻ không? Ờ, đó luôn. Thấu tiền luôn. Vậy em đưa 100 đi, chị đưa 30 rồi, có bao nhiêu nha. Rồi, trong cho chúng độc đét. Trúng tiếp. Rồi, rồi. Rồi, có bao nhiêu nha. Rồi, rồi, rồi. Rồi, giữ cái đài với số trúng nè. Hồi trưa mình, hồi chiều mình có lấy đà phụ mà không biết có lấy 64 không biết. Nhưng mà mình định lấy mỗi thứ mô tờ mà cuối cùng là lấy hơi tờ mấy để vừa lấy coi thử có trúng không. Bữa nay phải không? Để coi có lấy 64 không. Thôi, xin chào quý vị nha. Hồi chiều mình cũng mua mấy tờ giấy số mà không biết mình có lấy 64 không đây. Để coi thử vợ mình mới mở coi thử thì có trúng thì mình vào luôn. Anh chị. À, để coi 64 không. Ồ mình lấy 33. 73 để coi hư. Anh chị mình lấy cái này không? Chưa mình lấy 73 của số máy đây để coi hư. Hôm nay mình có 64. Ồ 76 mà lấy 76 mà quá để coi hư. 73 mà lấy 73 mới rồi, đà nẵng phải không? Đà nẵng. Đà nẵng mình lấy 33 mới rồi, đúng mà có 64 mình không lấy. 64 33 50. Ồ vậy mình mày lấy 33 mất rồi. Đây coi cái giò 73 trúng không? 73 quê 76 Khánh Hòa có không? Đó mình để hơi tà đó. Dạ, dạ để tà nè không? Không. Anh để rồi thôi. 64 rồi. Thật lắc luôn à. À giờ Khánh Hòa có chưa? 76 đây 33. Ừ. 33 mấy hôm nay sụt xím trúng mà. Để ba máy 36 rồi 33 mà. Cậu kéo xuống dưới cho có không? 33 coi hư trúng buông hơi không? Nè Khánh Hòa 4 hơi nam 336 đặc biệt là có 33 mình 36 à đặt luôn rồi đi hơi nam có nam nè có bả nè đặt không tôm làm tây hơi lùa đó rồi rồi không trúng không tôm làm tôm bụng tôm làm bên này đánh tôm làm 33 lùa luôn mình mua 33 mất hả chặt lắc mất hả lấy sâu tư sâu tư rồi về lấy trúng rồi giờ không lấy sâu tư nói chung năm để hai tà đặt lắc rồi thôi thầy cũng xin chào quý vị luôn nha anh chị hả rồi, hôm nay ba tà trúng để lộng người ta nè rồi hai tà chặt để riêng thôi nè để lộng đó trúng thì không lái mà lái chặt à trúng định lái nam tờ là 50 trúng được một cam này cũng được không lái thôi vài xô 50 cũng có đô luôn nè rồi xin chào quý vị anh chị luôn nha. Vừa rồi em cũng quay mấy người trúng cho quý vị mình xem em cũng mấy em cũng để em biết mà xem trúng nha anh chị xem trúng không à xem vô dạy cũng lớn lớn đó nhưng mà xem trúng thôi hồi bữa em xem trúng duy nhất nha anh chị đó, nhưng mà không quay cho quý vị xem do cũng bận quá rồi thì cảm ơn quý vị anh chị yêu mến và ủng hộ bốn giấy số của em hàng ngày ở đây đó, đầu 12 thôn Bình Sạch Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Ngoại nên có đường quốc lộ 24B. Rồi thì em cũng xin chào chúc quý vị được may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Như hai quý vị khách vừa rồi chi trúng nhỏ thôi nhưng mà cũng vui. Thì biết đâu một ngày trúng lớn nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị.